liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương vừa qua, mới đây công an thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương xác nhận đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Trường Hận, 40 tuổi, quê Lâm Đồng, tài xế xe tải tông 4 người tử vong để làm rõ hành vi vi phạm. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trường Hận khai khoảng 9 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10, Hận điều khiển ô tô đầu kéo biển số 49C-08721 kéo theo sơ mi rơ biển số 51R-04458 chở hàng từ Đắk Nông đến cảng gọi Dầu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Hận điều khiển xe lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng từ quốc lộ 1K, thành phố Dĩ An về ngã ba cầu vượt Tân Vạn đến đường Mỹ Phước, Tân Vạn và đường DT 743A thuộc khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An. Xe do Hận điều khiển va chạm với mô tô biển số 81H8 4124 khiến 4 người tử vong. Hoảng sợ, Hận nghe bảo vệ dân phố chạy đến công an, phường Bình Thắng đầu thú qua công tác điều tra ban đầu cơ quan chức năng xác định đây là vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng tài xế nguyễn trường hận điều khiển xe chuyển hướng thiếu chú ý quan sát không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền phía trước xe của mình hành vi của nguyễn trường hận đã có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ nên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố dĩ an đã ra quyết định tạm giữ đối với hận để tiếp tục điều tra chỉ vì một chút thiếu chú ý quan sát mà tài xế xe tải đã gây nên vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng đây thực sự là một lời cảnh tỉnh cho mỗi người dù đi phương tiện gì khi đi trên đường cũng cần cẩn trọng giảm tốc độ quan sát kỹ phương tiện từ các hướng để đảm bảo an toàn cho chính mình và người khác